Chuyện kể rằng ngày xưa có một con thủy quái vô cùng hung dữ, tên của nó là Megalodon. Để chế ngự được nó thì có một dũng sĩ biệt danh là Aquarina đã tình nguyện chui vào bụng của nó để khám phá. Bên trong thì tối om như mực. Trong lúc tuyệt vọng nhất, anh ta nghe được một giọng nói quen thuộc. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Rock KPI. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về top 10 những lối chơi trong Rive Kingdom. Những lối chơi này đều đã được rất nhiều game thủ áp dụng. Và liệu có lối chơi nào mà bạn cho rằng đó là siêu cấp vô địch hay không? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Em bé sơ sinh thì cần ăn no ngủ kỹ, còn game thủ mới tập chơi Rive Kingdom thì cần phải bôn ba ủ kỹ. Ủ ạc là một việc làm mà những người chơi kỹ càng có kinh nghiệm thường sẽ làm khi bắt đầu tạo tài khoản và duy trì một tài khoản mới. Chi tiết hơn thì bạn sẽ chơi trước những người chơi khác một khoảng thời gian ngắn, từ đó tích lũy ở tài nguyên, tăng tốc, số lượng lính nhiều hơn, tượng vàng vân vân. Sau đó họ bay sang một kingdom mới hơn. Cùng là xuất phát điểm như nhau nhưng mà những người chơi ủ ạc lại tỏ ra mạnh mẽ hơn so với những người chơi bình thường không tham gia ủ ạc. Trong mắt những người chơi không ủ ạc thì những người chơi ủ ạc chả khác gì các mini boss cả. Sức mạnh thì to mà không lo chết đói. Kingdom thủa sơ khai sẽ rất loạn lạc. Lỡ mà cả liên minh có bị đánh thì những người chơi ủ ạc sẽ là những trụ cột duy nhất còn sống sót. Chứ còn những người chơi thông thường thì thôi, một đấm là nằm. Bởi vậy ủ ạc sẽ luôn là anh hùng trong mắt mọi người. Nôm na là cả làng mất điện thì chàng sẽ xuất hiện. Cơ mà đấy là bề nổi của tám ban chìm. Nếu gặp phải những người chơi hệ dầu mỏ từ các nước Trung Đông thì mấy anh trai ủ ạc cũng chỉ có nằm sấp cầu nguyện mà thôi. Những người chơi bất hảo thì thường là những tay lái lụa. Nếu bạn hỏi lái như thế nào thì họ sẽ láo như thế này. Mày biết bố mày là ai không? Bố tôi ư? Bố tôi là người đàn ông của gia đình. Ông ấy không hút thuốc, không rượu bia, bà là bà là bà. Chưa đâu, đấy mới là bất hảo ngôn từ thôi. Còn bất hảo bằng hành động thì nó sẽ là đốt làng phá xóm, cướp MGE, cấu kết với gian dương đại đạo, buôn lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biển, hấp diêm con heo. Chưa có một việc xấu gì mà những người chơi bất hảo này không dám làm cả. Hung hăng đối đáp người ngoài, người chơi bất hảo chớ mà tự cao. Trước kia thì người chơi bất hảo rất khó kiểm soát, thế nhưng bây giờ thì với bảo bối là chiếc vòng kim cô mang tên là lưu đầy. Kỹ năng này sẽ tống những người chơi bất hảo chuyên móc mỏ, đánh farm, cướp MGE về zone 1. Nơi này sẽ là đáy xã hội và là nơi sống của fan mở. Ý mình đó là tóm lại thì khi bị đá về zone 1 thì những thành phần bất hảo này sẽ bị cô lập, chơi với dê với dế vô cùng nhàm chán, sớm muộn gì cũng bỏ game mà thôi. Chính vì vậy nên là gần đây chúng ta không thấy được những huyền thoại này nổi lên anh em ạ. Ngũ hành có kim mộc thủy hỏa thổ, còn những người chơi truyền cảm hứng chính là người chơi hệ lửa, chính xác họ là người truyền lửa, truyền nhiệt huyết chơi game đến cộng đồng Rive Kingdom. Ai cũng biết là bác lao công thì có công giữ gìn đường phố xanh sạch đẹp, còn những người chơi truyền cảm hứng thì họ lại có công rất lớn trong việc phát triển cộng đồng và duy trì nó bền vững cho đến tận hôm nay. Ở nước ngoài, một số cái tên mà mình được biết là hoạt động rất mạnh mẽ đó là Mokote, Buni. Buni thì nghỉ rồi nhưng mà trước đây thì đúng là rất mạnh trong bảng truyền lửa anh em ạ. Ở Việt Nam thì chúng ta có các bot thân quen như là bot Avic, bot Phở, bot Neun, Nam Đế v.v. Đây là những người tạo rất nhiều sân chơi cho anh em Việt Nam, đặc biệt là bot Avic. Bot luôn mua những tài khoản khủng và bay về những vương quốc Việt Nam lớn nhằm mục đích là gắn kết họ lại với nhau. Game có bền vững hay không, mấu chốt nằm ở cộng đồng. Vậy nên mình rất nể những người trên này. Họ là những nhân tố quan trọng đưa game ngày càng phổ biến đến nhiều người chơi hơn. Lối chơi này là điển hình của câu nói: nghề nào cũng trọng cũng hay, làm quan cũng quý mà đi cày cũng sang. Hiện thực thì nhiều người chơi vẫn cho rằng đây là game nông trại thư giãn chứ không phải là game chiến tranh. Dẫn đến là nhiều ông enjoy cảm giác là trồng rau nuôi cá, quên luôn ngoài kia chiến tranh khốc liệt. Bao nhiêu quân lính người ta ngã xuống thì quân lính của bạn này lại đội nón lá, tay cầm liềm ung dung gặt lúa đào game thế kia thì đúng là thích thật. Khi bị chỉ trích vắng bóng trong những cuộc chiến thì họ sẽ biện hộ bằng những lý do nghe thì có lý nhưng lại cực kỳ không thuyết phục. Nào là hết tài nguyên không thể ra field, sau đó thì kêu chụp ảnh màn hình lại thì thôi không dám chụp. Xong đó là sang vấn đề khác luôn. Tiếp theo thì là giờ giấc đánh nhau thì tôi bận, nhưng mà khi kiểm tra lại thì thấy mấy ông đang vui đùa cùng con Richard cũng như là đàn man dợ. Văn mẫu của mấy ông này thì cứ gọi là đa dạng mẫu mã. Dù bị zero thì họ vẫn cứ tận hưởng cái game này một cách chiêu chiêu mà thôi, đúng là vua lì đòn anh em ạ. Lối chơi này thì chỉ đại diện một phần trong số những người chơi F2P hiện nay thôi, nhưng mà phần còn lại thì vẫn chiến đấu ác lắm. F2P bây giờ máu chiến khối bốt còn không bằng, ngạo nghễ là một người chơi F2P anh em nhá. Hồ sơ thống đốc trong Rive Kingdom chính là một CV hoàn hảo để bạn xin gia nhập một vương quốc nào đó. Bao thò thì cũng bình thường thôi, mà mấu chốt nằm ở điểm tiêu diệt. Điểm tiêu diệt càng cao chứng tỏ bạn là người chơi có kỹ năng cao, có tinh thần chiến đấu và đây chính là giấy chứng nhận mà bạn không phải farmer. Tất nhiên là vẫn có trường hợp là farmer mua tài khoản Q-Point to, nhưng mà không sao, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cây kim này là một sản phẩm của GPI Shop, nơi cung cấp dịch vụ trung gian mua bán tài khoản an toàn và uy tín nhất đa vũ trụ. Chi tiết hơn thì liên hệ mình theo đường link ở phần đầu kênh nhé. Vậy nên là để làm đẹp CV của mình,
bạn phải kiếm thật nhiều điểm tiêu diệt bằng cách đánh nhau thật là nhiều thôi. Nhưng mà đâu phải ai cũng online được 24/24. Đứng trước sự đau khổ vì không thể trở thành người nghiện, đấy là lúc để Pilot tỏa sáng. Người chơi chiến binh sẽ bước đến trước mặt Pilot và nói rằng: cầm lấy nó và hãy thay ta làm nốt phần còn lại. Người nghiện thì anh em biết rồi đấy, có bao giờ phụ lòng người khác đâu, luôn luôn sống bằng tình cảm. Cơ mà Pilot thì không phải ai ai cũng có tâm và có tầm. Nhiều trường hợp chạy theo kill point mà không đánh theo chỉ dấu gì cả, dẫn đến là sự tan rã của Murabon và có thể là thất bại luôn trong một trận đánh quan trọng nào đó. Game là một thế giới hoàn toàn khác so với ngoài đời, Riot Kingdom cũng vậy. Thay vì chơi những lối chơi nhàm chán gò bó thì người chơi có thể sáng tạo ra những lối chơi riêng dành cho mình. Meta bây giờ là chơi mix bộ cung kỵ để lấy một hai đạo mạnh nhất của mỗi loại quân, chứ không ai chơi chuyên một loại cả. Thế nhưng thì có những người chơi họ vẫn chơi chuyên một loại quân, đấy gọi là boy trung tình. Lối chơi này sẽ chơi 6 đến 7 đạo cùng một loại binh chủng. Nào là chuyên bộ ông hoàng cơ bắp, cứng cáp hệ thổ nên là sẵn sàng hộ thể, chuyên kỵ chúa tể ma mị, chuyên cung là bậc thầy ung dung bắn lén. Thứ hai là khi bước lên KVK3, thông thường lúc này người ta ít chọc nên là sẽ đầu tư vào một cặp meta nào đó, chẳng hạn như ở Warlock lưu triệt hay là ra các lượng Hermen chẳng hạn. Nhưng mà những người chơi có lối đi riêng, họ có suy nghĩ khác, họ sẽ bước một chân vào một con đường tà đạo bằng cách là đầu tư một cặp tướng công trình bắn sau cho nó sướng. Lý do tại sao bước một chân mà không phải là bước hai chân, bởi vì những chân còn lại thì đang bước tiếp vào một lối chơi không kém phần tà đạo khác. Lối chơi này sẽ tập trung vào luyện lính 4 sao cho số lượng lính 4 ở khoảng 2 triệu đến 3 triệu lính 4. Tướng thì không build tướng đánh đồng mà cứ chơi full đồn trú thôi, kiếm kill bằng cách bay lượn khắp nơi hứng rally. Kẻ thù nhìn thấy tài khoản của bạn 40-50 triệu sức mạnh tưởng mồi ngon, nhảy vào húp thì sẽ nhận một cái kết đầy cay đắng. Như trong video top những sự thật thú vị mà mình có nói thì T4 là loại lính đồn trú vô cùng nguy hiểm, bởi số lượng và sức mạnh của chúng rất khác biệt và khó có thể đong đếm, nên là anh em cẩn thận với những người chơi có lối đi riêng này nha. Lối chơi này hơi không công bằng khi mà những người chơi lâu năm kỳ cựu lại có thể quay về vùng đất mới dành cho newbie và hành họ như là hành gà. KVK2 là điểm đến mà ba dũng sĩ lùa gà mong được đặt chân đến bằng bất cứ giá nào, thậm chí là bay lậu. Ở đây toàn những người chơi mới với sức mạnh thấp. Một mùa KVK ở đây đánh được 1 đến 2 tỷ điểm tiêu diệt là chuyện hết sức bình thường. Ngoại trừ nghĩa địa và KVK2 ra thì nơi nào có sự sống ở nơi đó có công lý. Không chỉ KVK2 mà những KVK sít cao hay sít thấp gì cũng có thể lùa gà một cách dễ dàng. Chẳng hạn như mở đèo 7 đánh bôn áp chế kẻ địch xây cờ thì lại không đánh, mà mở rally nhà ở xa để kiếm điểm tiêu diệt. Khi có những trận đánh lớn thì không đánh ở những chỗ có chỉ dấu của R4, mà lại tìm những chỗ thưa thớt bắt lẻ con bỏ lạc. Sau cùng với những chiêu trò trên thì các dũng sĩ lùa gà sẽ lấy đó làm thành tích đáng tự hào và đem nó để khoe khoang và truyền thông bẩn là mình là một chiến binh, nhưng thực chất chỉ là một người chơi có kỹ năng kém và chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Tuy vậy thì luật di cư mới có quy định là tài khoản có tuổi lớn hơn 120 ngày so với tuổi của vương quốc KVK2 thì sẽ không thể di cư được nữa. Nên là anh em mới chơi cũng có thể yên tâm phần nào rồi. Tuy là có án hành nhưng mà hành này cũng không quá khắm như ngày xưa nữa, nên là cũng bớt lo anh em nhé. Anh em thích hoa hồng có gai vì nó trông thật mạnh mẽ. Vậy cú có gai có làm anh em sao xuyến không nhỉ? Tựa game này tồn tại rất nhiều dân chơi FA lâu năm, nên là việc chơi game để tìm người yêu cũng là một điều gọi là dễ hiểu. Nhưng mà khoan đã anh em ạ, tỉnh ngộ đi. Tôi không nói game này không có gái nhưng mà số lượng gái ít cứ như là điểm hóa của bạn vậy. Bạn xem trên kênh chat và thấy có một bạn nào đó có tên là Thúy Kiều, Thúy Vân, Thúy Liễu, avatar là một bạn nữ xinh xắn dùng một con iPhone 16 Pro Max chụp ảnh trước gương. Chưa dừng lại, khi bạn bấm vào album thì sặc máu mũi khi thấy 6 tấm thì hết 5 tấm là tư thế gợi hình gợi cảm, gợi đòn các thứ, mặc bikini tắm biển các kiểu. Lúc này lý trí của bạn không vững thì bạn sẽ dễ dàng rơi vào bẫy tình của những đối tượng cực kỳ tinh vi này. Mà khi bạn đã đê mê và rơi vào vòng tay của tình yêu thì việc gì bạn cũng có thể làm được. Cung cấp tài nguyên cho người ta này, thậm chí là nạp thẻ hộ người ta, rồi đánh bôn thì cũng đi trước bảo vệ kiểu anh hùng cứu mỹ nhân vân vân và mấy bảy. Nói chung là khắm bựa vô cùng. Đặc biệt là đến khi bạn nhận ra đó là một người anh em có cái ấy thậm chí là dài hơn của bạn. Lối chơi này đòi hỏi người chơi có tư duy chiến thuật đỉnh cao, nghiêm cấm những người chơi tên trung dấn thân vào vì sẽ phản tác dụng. Lối chơi này khá là bạc bẽo, nằm trong ban lãnh đạo thì chẳng khác gì ban lãnh đạn. Lead KVK thua thì bị chê trách, win KVK thì phải dè chừng những đồng minh ngoan sinh yêu bên cạnh. Biết đâu lại được ăn bánh tráng nướng lật qua lật lại liên hồi. Để hiểu hơn về số phận của những lãnh đạo chưa một lần lãnh gạo, bạn có thể xem lại video top những nỗi khổ của R4 để thấu hiểu hơn nhé. Bên cạnh những lối chơi tấu hài như ở trên thì vẫn còn những người chơi mẫu mực rất đáng nể. Đây là một ví dụ. Bạn Nguyên và bạn Hoàng đều chơi Riot Kingdom. Bạn Nguyên thấy bạn Hoàng sắp bị zero thì bạn Nguyên nhanh trí kích bạn Hoàng ra khỏi liên minh và zero trước để địch không thể zero Hoàng. Nguyên tốt với Hoàng như thế để chứng tỏ hai bạn đều ngoan tốt và hiền. Mình chơi chữ đùa đùa chút thôi chứ thực ra thì nhiều liên minh vẫn có rất nhiều người quan tâm đến nhau. Thấy chưa thoát khỏi liên minh chính để qua liên minh phụ đánh Osiris thì ai nấy cũng nhắc nhở nhau.
Một phần là vì sợ bạn mất quà, một phần thì sợ thiếu người thì team dễ thua mà cũng được ít quà. Người chơi nhiệt huyết thì sẽ hoạt động rất sôi nổi trong game, kênh chat nào cũng có mặt. Voice chat thì là người nói nhiều nhất. Người hướng nội thì có thể không thích lối chơi này, nhưng mà vẫn sẽ âm thầm ủng hộ theo một cách nào đó, nghiện nhưng mà vẫn ngại anh em nhé. Và đó là top 10 những lối chơi trong Rise of Kingdom. Nếu bạn thấy có lối chơi nào khác cũng hay ho mà mình chưa nhắc đến ở đây thì hãy comment ở phía dưới cho chúng mình biết nha. Biết đâu chúng ta có phần hay thì sao. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình ra nhiều content hay ho và chất lượng hơn nữa. Còn bây giờ, mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.